Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Cổ Vi Tây. Vẫn như mọi khi thì bên dưới video clip mình có để sẵn phần miêu tả và thông tin liên hệ khi mà các bác quan tâm và có nhu cầu muốn chốt sản phẩm. Hôm nay thì mình sẽ giao lưu các sản phẩm sau. Mình sẽ đi chi tiết vào mã số 1. Mã số 1 là một em đồng hồ Bulova ha. Phiên bản này là phiên bản năm 196X hoặc là nhỏ hơn nữa, khoảng tầm 195X, 196X. Phiên bản này dành cho các bác nam tay nhỏ hoặc là chị em phụ nữ đeo vẫn được nha. Đây là phiên bản lên dây 2,5 kim hay còn gọi là kim gốm ha, cổ điển, vỏ lắc kê vàng, đáy thép. Đó. Đây là một phiên bản cổ điển ha. Nó rất là đơn giản, thanh lịch, có ô lịch nữa. Thì các bác nào mà tay nhỏ hoặc là các anh chồng hay là bạn trai nào mà muốn mua quà tặng cho chị em phụ nữ trong dịp 8 tháng 3 sắp tới thì mẫu này cũng rất là đáng ha. Rồi, mình sẽ đo size. Size 32 ha. Để mình đo dọc rồi đúng không? 32. Thì nó là mặt số nguyên bản luôn. Với cọc số thì nó thiết kế là ba cọc hình như là trụ, như là kiểu như là trụ đá, trụ thiết kế theo kiểu hình viên đá dựng đứng ở góc 12-69. Ô lịch ở góc 3 giờ. Kim dài lá lúa ha. Cọc số vàng đứng. Đó. Đây là khi lên tay. Con này thì tuổi đời nó cũng lớn ha, khoảng tầm 195X, 196X. Dễ thương. Rồi, mẫu này thì mình giao lưu với giá là 2,5 triệu cho mã số 1. Ta có mã số 2. Mã số 2 thì là vẫn tới từ thương hiệu lâu đời là dòng Ruin ha. Thiết kế là cũng là vỏ lắc kê vàng, đáy thép. Và em này là sử dụng bộ máy tự động. Cũng là mặt số tọa tia sấy tâm. Đặc biệt độc đáo của nó là thiết kế của nó là như kiểu vòng dây á. Vòng dây của nó thì nó hiển thị bên vòng ngoài ha. Rất là độc đáo. Và hai ô lịch, thứ lịch ngày. Em này máy tự động. Cọc số thì nó vẫn thể hiện sự đơn giản ở chỗ là hiện cọc số trụ chữ nhật ha, dựng lên ở góc 12, 6 và 9. Là cảm giác khá là độc đáo. Size 34. Vì mấy cái thằng mẫu hạng Ruen này đa phần là nó đều rơi vào tầm khoảng 196X. 34 ha. Nên size chuẩn hồi xưa là khoảng tầm 34-35 thôi. Thì nó lấy hệ phong chuẩn như vậy họ thiết kế. Nên tay nó cũng rất là đẹp. Rồi, mẫu này là mình giao lưu với giá là 3,3 triệu cho mã số 2. Mã số 3 thì ta sẽ có là thương hiệu Citizen ha, tới từ Nhật Bản. Rồi, em này là vỏ thép toàn thân. Nó có logo nhưng mà logo nó dạng như là logo khắc chìm ha. Đó mọi người thấy ha, logo khắc chìm nó có nổi chữ. Vỏ thép toàn thân. Mặt số nguyên bản tỏa tia sấy tâm ha. Cọc số trụ nổi. Rất là sáng tài. Lên rất là
vừa nặng tay ha, đẹp đầm tay. Rất sáng tay ha, thật sự mình nhìn rất là thích ha, nhìn rất là sáng. Mặc dù là tại đa phần thì mình đều quay clip ở trong phòng sử dụng ánh sáng của đèn phòng á, cho nên nó sẽ không đẹp bằng khi mà mình ra ngoài trời ha, ánh sáng mặt trời nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Rất đẹp, đơn giản tinh tế. Đó, mình thấy cái độ nét của cái mặt số ha, rất đẹp, kim cọc cũng rất là đẹp, kim cọc cũng là cạn kim đá lúa. Em này sử dụng máy tự động, rất đẹp. Ồ, size lên tới size 37 và 75. Đúng rồi. 375 gần 38. Đằng đây là khi lên tay. Đó, rất là đẹp đó. Mẫu này thì mình giao lưu với giá là 2 triệu 7 cho mã số 3. Mã số 5. Mã số 5 thì đối với các bác mà mê các dòng đồng hồ có thiết kế theo kiểu niềng băm Rolex thì ta có một em Technot ha, dòng Starship. Em này thì cũng nguyên bản toàn bộ với thiết kế là cái niềng nó cũng là niềng bọc vàng và vỏ cũng là vỏ bọc vàng luôn. Mặt số thì nguyên bản cũng dạng tỏa tia sáng tăm, kim cọc nổi nè, cũng dạng kim đá lúa ha. Em mình sử dụng bộ máy tự động. Thì đồng hồ để trong tủ để ngắm khi mình lắc thì nó ha. Cái vấn đề mà rô đai bộ máy thì chắc mình cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi ha, để mình sẵn thì mình nhắc luôn. Với các đồng hồ tự động, đồng hồ tự động của Thụy Sĩ đi, thì đa phần nó đều có hệ thống là hỗ trợ có phụ. Thì khi mà các bác mà rô đai bộ máy thì các bác cứ việc đầu tiên là phải lắc. Mình thì hay theo kiểu lắc kiểu này ha, thì nó sẽ lắc, tại vì lắc theo kiểu trục ngang chứ không phải là lắc kiểu vậy, tại vì cái búa nó không có nằm theo hướng này, nó sẽ nằm theo hướng này. Một thì mình lắc kiểu này, hoặc là các bác sẽ cầm như mình ha, để vậy và lắc đó. Thì mình lắc khoảng tầm từ 15 tới 20 vòng mà mình lên góc phụ thêm nữa khoảng tầm 10 vòng đó, rồi mình đeo lên tay. Thì khi mình đeo lên tay liên tục mình không bỏ ga thì mình không cần phải là động tác rô đai bộ máy, nhưng mà 2-3 ngày sau mới đeo lại, nghĩa là cứ 2-3 ngày mới đeo một lần thì nên làm bộ máy rô đai lại ha, để cho nó hoạt động bộ đánh cót, chữ cót mới xài được, chứ không thôi là nghĩ là đồng hồ bị hư. Rồi, đó là cơ bản. Tiếp theo ha, còn thấy cọc số có đẹp ha, cọc số vàng nổi, cái niềng rất đẹp, niềng bọc vàng, kính lúp ấy thép logo. Này là logo kiểu cái khiên hoàng gia nè. Đẹp ha. Mình sẽ đo size. Size 35. Này sử dụng máy tự động nha. Đó, sử dụng máy tự động. Ok, và em này mình giao lưu với giá là 6 triệu 8 cho mã số 5. Mã số 6. Mã số 6 thì đợt này mình có về một em Wile ha. Thì Wile thì chắc là các nhà sưu tầm ở Việt Nam mình thì rất là chuộng ha. Với lại nó nổi tiếng với lại bộ ba lăng con gắn.
Đó. Em này thì là mặt số ba cong, gọi là mặt số màu đen tuyền, còn đa phần gọi là mặt số bao cong với kẻ trục tung hoành đối xứng cọc số vàng nổi xen lẫn số học trò góc 12-69 có một ô lịch. Cái này sử dụng bộ máy tự động ha, đáy thép. Tình trạng vỏ nè ha, đẹp ha, bốn chân đẹp. Còn cái mặt số của nó là có sẻ sớ nữa nha. Đó, vì cái này là do mình quay trong ánh sáng đèn thì nó không phải đó đây ha, cái sớ rất đẹp nha. Bao công ha, bao công mà làm mặt số có kẻ sớ nữa không, rất là độc ha. Thì lâu lâu mới về được một em quy le mặt bao công ha, kính là kính lúp luôn, size 33. Thì như mọi người cũng biết là đa phần các dòng quy le đa phần là đều size 33 32 ha, rất là ít mấy size lớn. Đây khi lên tay ha, máy màu vàng đẹp ha, máy quy le ba lăng con gắn nổi tiếng. Ok, mẫu này mình giao lưu với giá là 4 triệu 7 cho mã số 6. Mã số 7. Mã số 7 là ta có một em Nevada full tem tắt. Khóa dây búp là zin nguyên bản hết. Đít còn tem luôn. Vỏ thép toàn thân ha, đích tem đầy đủ ha, tem xanh luôn. Mặt số hai lồng, số hai lồng, một số màu đỏ hai lồng ha, đỏ cam. Cũng thiết kế kiểu form vuông. Ồ, em này cũng là máy tự động. Máy tự động. Này là lâu rồi hết rồi mấy bác, chứ không phải là chạy xước gì ha. Này vỏ thép mà, vỏ thép thì các bác cũng biết về độ bền đó rồi. Bác nào mà không kỹ tính xài vỏ thép là yên tâm nhất. Số rất là độc đáo ha, số hai lồng màu đỏ cam. Giống như kiểu màu đỏ hổ phách. Một ô lịch cũng là cọc số học trò góc 12-69. Cái em này form vuông, em này thì dành cho các bác nào mà thích form vuông phong thủy nè, sưu tầm tốt. Này zin hết toàn bộ mà, size ngang của nó là size 33, size ngang 33, size dọc rồi. Dọc 31. Vậy là nó sẽ tương đương tầm khoảng 35 size tròn. 35 35 hơn chút. 35 size tròn ha. Tay mình là cổ tay 17 cm. Đó, không vuông ha mà nó không gồ ghề nha, rất là ôm nha, đẹp. Em này cũng lâu đời rồi. Đẹp. Dây cứng cáp Nevada tem tắt đầy đủ ha. Đó, Thụy Sĩ, đây cũng là thương hiệu lâu đời của Thụy Sĩ nha, Nevada. Rồi hôm nay mình giao lưu với giá là 4 triệu 8 cho mã số 7. Tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 là một em Seiko, Seiko Five Astus. Em này cũng là máy tự động, máy tự động với thiết kế hai ô lịch,
theo lịch. Mặt số của nó là mặt số nguyên bản luôn, tả tia sấy tâm, nhưng mà nó không phải là mặt số, nó là mặt số có màu nha, mặt số màu xanh biển nhạt. Mọi người thấy là xanh biển nhạt, tỏa tia sét tâm, với thiết kế kiểu vòng dây giống như là kiểu mặt số của đồng hồ tốc độ. Đó, dây dây bambino hay dây dây linh kiện Nhật Bản, cái này vỏ thép. Dây bambino linh kiện Nhật Bản thì rất là nổi tiếng ở trong giới đồng hồ, tại vì mấy dây này xài tốt, dây linh kiện Nhật bambino xài tốt. Ồ, xài lớn quá, xài 37. Xe 37 nha mấy bác. Đây là khi mình đeo lên tay nè. Như đẹp nó cứng nè. Mặt số là mặt số xanh biển nhạt nha. Nhìn bác nào mà thích chơi màu sắc á, là chơi mấy em này ok nè. Rồi, mẫu này thì mình giao lưu với giá là 2.800.000 cho mã số 8. Mã số 9. Mã số 9 thì ta có một em Seiko. Này xước mặt kiến là hơi xước lông mèo nha. Xước lông mèo thì bác nào không thích thì bên mình hỗ trợ xử lý ha, vuốt nhẹ là hết ha. Còn lại mình thích để chân bản tùy mỗi người. Đây là dòng Seiko Matic ha. Cái phiên bản là Dictator 2 ô lịch. Em này sử dụng máy tự động. Tình trạng vỏ bọc vàng SCB ha. Đây mình sẽ để kỹ tình trạng cho bác coi kỹ ha. Đó, đúng góc. Đáy của nó là đáy logo cá heo. Này là logo in chìm nè, khắc chìm nè. Mặt số đẹp ha, mặt số nguyên bản hết. Kim cọc vàng nổi, kim lá lúa, heo lịch, máy tự động núm ẩn. Đó, mình quay rất kỹ tình trạng của sản phẩm ha. Nó hơi bị lẹ một chút ở mặt phía sau của góc cạnh. Mặt số đẹp nha, mặt số đẹp không vết nha. Còn cái này là vết xước tông mèo của kiến. Cái nào không thích thì mình xử lý. Ok, mình thấy đa phần các bác nhà sưu tầm giao lưu với mình mà mấy đồng hồ Seiko thì mình đa phần mình thấy là họ rất là không để ý nhiều, quan trọng là kiếm được đúng mẫu họ thích. Bởi vì không biết đồ xưa mà phải có con rồi có vết xước thời gian chứ không, và chứ không quan trọng cái giá nữa. Càng đẹp thì giá càng cao, đó là tất yếu rồi. Size 36 năm, cho nên giá thì bên shop sẽ luôn cố gắng là cân đối được so với hiện trạng của sản phẩm. Và các bác chơi sưu tầm cũng hiểu là đồ xưa mà kêu mà như đồ mới thì thực sự nó rất khó, rất ít. Thỉnh thoảng mới có về những cái con vỏ hàng nót. Rồi, thì bên mình đó giờ kinh doanh thì có sao nói vậy thôi. Các bác nào đã từng giao lưu với bên mình và đều biết điều đó ha. Mọi thứ đều rõ ràng công khai. Ok, mẫu này thì mình giao lưu với giá là 3.000.000 cho mã số 9. Mã số 10. Mã số 10 là tâm điểm của clip hôm nay. Một em Seiko KS 2 lịch. Mày đây vàng đúc. Seiko KS 2 lịch mà đây vàng đúc ha. Lưỡng nào vỏ bọc vàng. Máy tự động,
cũng mặt số nguyên bản, cọc số cài đá đen hay ô lịch. Và điều đặc biệt là em nó được trang bị thêm một cái khóa zin KS. Khóa đẹp ha. Đẹp nguyên bản ha, bụi dính ha. Đây là dính dơ nha. Đẹp. Mặt kính dơ. Bác nào muốn làm sạch thì mình hỗ trợ xử lý làm sạch ha. Rất đẹp. Mặt số cực đẹp luôn. Không vết. Rồi mình nói sai. Cái dòng KS thì các bác cũng biết là một lịch thì nhiều ha, hai lịch thì khó kiếm hơn. Xe 37. Còn đây là khi em nó lên tay. Đó, lên tay. Mặt số đẹp, nguyên bản. Không vết. Ok, và mình giao lưu em nói với giá là 11 triệu 8 cho mã số 10. Đẹp ha. Hôm nay ta có giao lưu thêm bên shop, tôi có giao lưu thêm là ba cái khóa zin ha. Thì mình sẽ có là hai khóa zin của Omega. Đều được gắn sẵn dây 18 rồi. Về các bác chỉ việc gắn vô sử dụng thôi. Khóa là 14, dây là 18 14. Hai cái khóa là giá là 2 triệu 6 hết ha. Đó là có tặng sẵn dây hết. Đó. Rồi. Và một cái khóa thép zin nguyên bản của dòng Grand Seiko ha. Cũng gắn sẵn dây luôn. Này nhưng mà cũng là gắn sẵn dây 18 ha. Dây 18 thì đâu phải các bác sử dụng hết rồi. Rồi dây 18. Rồi khóa 16. Rồi đây là khóa zin nha. Khóa zin dòng Grand Seiko. Rồi giá là 2 triệu 6. Rồi đợt giao lưu tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Về cách thức mua hàng thì mình có đặt ở dưới phần miêu tả luôn đó, mình đã nói ở đầu clip. Thì các bác chỉ việc liên hệ theo đó ha. Xin hẹn gặp lại vào clip tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người.